chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng, cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy quyền. Những thông tin được Việt Nam Thông tấn xã phát đi ngày 30 tháng 4 năm 1975. 90 tuổi, thời gian có thể khiến con người ta quên đi nhiều thứ, nhưng ông Văn Đức Luyện vẫn nhớ cái không khí bận rộn ở phòng thông tấn quân sự kể từ khi mở chiến dịch Tây Nguyên. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, phòng thông tấn quân sự làm tin chiến thắng, bản tin quan trọng nhất trong lịch sử chiến tranh. Tim của tôi bên trong là lo, dồn dập, xác minh cụ thể nào, thì mình phải báo tác chiến, cứ mỗi một trận như thế, và tôi đều vẽ ra thành cái bản đồ. Riêng cái hôm 34 là cái ông trưởng phòng của tôi là ông mới đề nghị cái bộ phận in, là in trong cái tập này, phát cho mọi người, rất là vui. Có nhiều các nguồn tin đưa ra thông tấn xã Việt Nam, thì lúc đó thì thông tấn xã Việt Nam mới lại đưa cho cái bộ phận quân sự này vào cuộc tác chiến để xác minh lại cái trận đánh và cái giờ giải phóng đấy có chính xác hay không. Báo chí quốc tế người ta cũng chờ đợi ở năm Lý Thường Kiệt để đón nhận cái tin chiến thắng đầu tiên. Trưa ngày 30 tháng 4, pháo nổ rang ở số 5 phố Lý Thường Kiệt. Ban bí thư đã quyết định thông tấn xã nổ pháo là báo tin toàn thắng. Hòa vào niềm vui chung ấy có sự đóng góp của đội ngũ phóng viên chiến trường. Họ đã theo sát những đoàn quân thần tốc từ mọi ngã rầm rập tiến về giải phóng Sài Gòn, đón ngày đại thắng. Nhiều thời gian sau, tinh thần đó vẫn đang được tiếp nối. Tin chiến thắng được cập nhật từng giờ, từng ngày đã kịp thời cổ vũ động viên toàn quân, toàn dân ta xốc tới và chiến thắng. Phát huy tinh thần ấy trong giai đoạn mới, công tác thông tin tuyên truyền trong quân đội tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức theo tinh thần chủ động, tích cực và chuẩn xác. Cung cấp thông tin chính thống, những thông tin gần gũi, mới nhất được nhiều người quan tâm. 46 năm sau, kể từ mùa xuân đại thắng, thông tấn quân sự không còn biệt phái ở thông tấn xã Việt Nam. Nhưng ký ức về một thời toàn ngành ra trận để đổi lấy những tin tức và những hình ảnh nóng hổi từ chiến trận. Những thông tin không chỉ mang giá trị tiếp sức, chia lửa với chiến trường, mà còn là những nhân chứng, là khoảnh khắc quan trọng của lịch sử vào thời khắc quyết định cuộc chiến lâu dài và khốc liệt ở Việt Nam đã kết thúc. Hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã đến với dân tộc Việt Nam.